Di Đà Phật Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 374 Người Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Các vị Pháp Sư Các vị Đồng Tu Xin mời ngồi Xin tiếp tục xem Tiếp tục xem Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Trích dẫn mấy câu trong viên trung sao Của Đại sư U Khê viên trung sao viết kim kinh sở thị sơ tâm phàm phu đảng thị hữu khẩu năng xưng hữu tâm năng niệm giai khả tu chi cố tri thử kinh sở thị nải chí giảng chí dị chi pháp môn giả Đại sư Ưu Khê Và Đại sư Ngẫu Ích Đã nói Hoàn toàn như nhau Đặc biệt là nhắc nhở cho hạng phàm phu Sơ phát tâm chúng ta Đây là nhìn từ trên tướng Chúng ta biết Trên Kinh Di Đà nói rất rõ Không thể có chút ít thiện căn phước đức nhân duyên Mà được sanh về nước kia Giờ đây mới biết Hạng phàm Phu Sơ Tâm Nói từ trên sự Nếu như nói từ trên lý Thì thiện căn phước đức của người này Trong đời quá khứ vô cùng sâu dày tuy là mới học nhưng trong đời này vừa gặp được thì tính nguyện hạnh ba điều kiện này họ đã có đủ chuyện này bản thân chúng tôi trong đời này cũng gặp được mấy trường hợp cả cuộc đời không có học phật không tin phật pháp nhưng trước khi lâm chung mấy hôm có người đem thế giới cực lạc pháp môn tịnh độ giới thiệu cho họ họ liền tin tưởng họ thật sự niệm phật cầu sanh tịnh độ và họ được giảng sanh điều này nói rõ Nguyện thứ 18 trên Kinh Vô Lượng Thọ Lúc lâm chung Từ một niệm đến mười niệm Đều được giảng sanh Trên Kinh Di Đà thì đói Hoặc một ngày hoặc hai ngày Cho đến bảy ngày Sự thật là đã có chứng minh hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên nhất định là nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ họ đã tu pháp môn này rồi đến đời này duyên đã chín mùi rồi bản thân chúng ta phải biết cái duyên tịnh độ của chúng ta trong đời này đã chín mùi hay chưa có thể nhìn thấy được nhìn từ chỗ nào nhìn từ chỗ tính nguyện hạnh tin tưởng không hoài nghi trong nguyện tâm không có sen tạp Niệm Phật một cách thành kính. Chuyên nhất. Thi thiện căn của người đó đã chín mùi rồi. Người đó trong đời này nhất định được sanh về thế giới Cực Lạc làm Phật. Sanh đến thế giới Cực Lạc. Cho dù là giáng sanh vào phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm thì cũng là thành phật trong một đời điều này không thể nghĩ bà chỗ này đại sư u khê nói thế nhưng cần phải có miệng niệm có tâm niệm Quan trọng là câu nói phía sau Có tâm năng niệm Trong tâm thật sự có A-di-đà Phật Trong tâm thật sự có tịnh độ cái pháp môn này theo ngài U Khê mà nói là pháp môn dễ dàng nhất, đơn giản nhất, thù thắng không gì bằng. Tiếp theo, đại sư lại nói: Như chấp trì danh hiệu Bớt dấn dáng mang Bớt câu động tĩnh Hành trụ tòa ngọa Giai khả tu tri Cố tri thử kinh sở thị Nảy chí tiệp chí kinh Chi pháp môn giả Có nhiều đồng tu Công việc rất bận rộn Không có thời gian tu hành Thì pháp môn này là thích hợp nhất lúc nhàn rỗi có thể tu. Lúc bận rộn cũng có thể tu. Động là lúc bạn làm việc thì cũng có thể tu, tĩnh là lúc bạn yên tĩnh ngồi ở một chỗ. Đứng ở một chỗ cũng có thể tu, câu Phật hiệu không gián đoạn. Tất cả công việc chỉ cần không phải suy nghĩ chúng ta làm những công việc lao lực thông thường mà không phải công việc lao tâm công việc lao tâm thì đương nhiên phải dừng niệm phật công việc lao lực thì chẳng có chút chướng ngại gì trong tâm có phật vào thời nhà đường có một người làm nghề thợ rèn họ dương bốn người trong gia đình sống nhờ vào nghề thợ rèn ngày nào không làm việc thì ngày đó không có ăn cơm công việc vô cùng vất vả một hôm có một vị xuất gia đi ngang qua cửa tiệm của ông Ông đã tiếp vị xuất gia đó Cúng dường một ly nước Ông nói với vị thầy xuất gia Công việc của tôi quá vất vả rồi Có cách nào giải thoát hay không? Người xuất gia đó liền dạy cho ông niệm A-di-đà-phật khi ông dùng búa đập sắt cứ mỗi đập xuống thì niệm a di đà phật một câu nâng búa lên cũng niệm a di đà phật ngày trước thì dùng ống kéo gió đẩy vào thì niệm a di đà phật kéo ra cũng niệm a di đà phật người vợ nhìn thấy liền hỏi vừa làm việc vừa niệm phật ông có mệt hay không ông trả lời không mệt trước đây tôi không niệm phật thì cảm thấy mệt bây giờ có niệm phật thì không hề thấy mệt Niệm được ba năm Thì ông đã thành công Ông đã giảng sanh Trong lúc đang làm việc Ông không bị bệnh gì Mà còn nói một bài kệ Đinh đinh đang đang Luyện lâu thành gan Thái bình đã đến Ta giảng Tây Phương Vừa đọc cái búa xuống Thì ông đứng mà giảng sanh Ở chỗ này Chính là Đại sư U đã nói Hạng phàm phu sơ tâm Nhưng mà chúng ta phải biết Là ông có thiện căn rất sâu dày Vì Pháp Sư dạy ông niệm Phật Ông không ngoài nghi Không xen tạp Ông biết kết hợp câu Phật hiệu Với công việc của ông Nên ông không cảm thấy mệt Ông đã chân thật làm được Tính nguyện chuyên trì danh hiệu Ông đã làm được rồi Cho nên ông niệm Phật ba năm Đứng mà giảng sanh Tự hành tức là hóa tha Cả đoạn đường hôm đó Đều nhìn thấy ông niệm Phật Đứng mà giảng sanh Mọi người đều tin tưởng, rất nhiều người đều làm theo ông. Đây là hóa tha. Ông không cần giảng kinh thuyết pháp, ông chỉ biểu diễn. Hiện thân thuyết pháp. Trong giảng sanh truyện và tình độ thánh hiện lục đều có ghi chép lại câu chuyện của ông. Điều này nói rõ. Pháp môn này là con đường thẳng tắc. Pháp môn này nhanh chóng thành tựu. Tiếp theo Đại sư lại nói Xưng danh chi pháp Chính là pháp môn trì danh niệm Phật này Bất trạch hiền ngu Nghĩa là Người hiền niệm A-di-đà Phật Người ngu cũng có thể niệm A-di-đà Phật Bất giảng nam nữ Nhược bần, nhược phú Nhược quý, nhược tiện giai khả tu chi cố tri thử kinh sở thị nải nhiếp cơ chí quản chi pháp môn giả các pháp môn khác thì không như vậy các pháp môn khác thì phải có đủ điều kiện nếu như không có đủ điều kiện thì chẳng có cách nào để tu học pháp môn niệm Phật này thì ai cũng có thể tu sang giàu nghèo hèn người ngu người trí tất cả đều tu được hết chỉ cần bạn tin sâu nguyện thiết thật thà chuyên niệm Phật thì người nào cũng được thành tựu đại sư thiện đạo nói rất hay giả người tu giả người được đi Tại vì sao ngày nay nhiều người niệm Phật như vậy Mà người được giáng sanh thì ít Điều này có trái ngược với lời của Đại sư Thiện Đạo hay không? Chúng tôi nghĩ là không có trái ngược Đại sư Thiện Đạo nói dạng người tu dạng người đi Do bạn không tu Bạn chỉ có niệm mà không tu Nên bạn không được đi Như thế nào mới gọi là tu? Sửa đổi khuyết điểm tập khí của chính mình thì gọi là tu. Bạn xem, niềm tin niệm Phật không đủ. Điều này chính là bạn không tu, bạn phải sửa đổi trở lại. Tâm nguyện không thiết. Sang tập quá nhiều. chưa đạt được tiêu chuẩn của tính nguyện hạnh không phải là kinh này không linh không phải lời nói của tổ sư không đáng tin bản thân mình cũng nên suy nghĩ lại ta có sửa chữa khuyết điểm tập khí của mình hay chưa tu chính là sửa đổi Nói tóm lại là Thân tâm thế giới có thật sự buông xuống chưa? Buông xuống thì mới đi được Buông xuống thì có thể chuyên tâm Chuyên tâm chính là buông bỏ vọng tưởng Buông bỏ sen tạp Buông bỏ hoài nghi, lo lắng Đây là chuyên tinh bạn không buông bỏ những thứ này Thì nó sẽ gây chướng ngại cho bạn Kinh điển chẳng có chướng ngại bạn Lời giáo huấn của Tổ sư Đại Đức cũng chẳng có chướng ngại bạn Nếu như bạn biết được sự chướng ngại ở chỗ nào Thì bạn sẽ tìm ra sự chướng ngại vào loại trừ nó đi Thì con đường tịnh độ mới thuận bườm xuôi gió Phần tiếp theo là Trong Du Tâm An Lạc Đạo Viết Đoạn này nói là Chư Phật danh hiệu Tổng dạng Đức Thành Đảng năng nhất niệm Niệm Phật danh giả Tức nhất niệm trung Tổng niệm dạng Đức Cho nên danh hiệu của Di Đà. Cổ đại đức thường dạy cho chúng ta, cái danh hiệu này là giảng đức hồng danh. Bạn hỏi vì sao vậy? Phần trước đã có nói rồi. Câu danh hiệu này đã bao gồm tất cả tánh tướng lý sự trong nhân quả tận hư không khắp pháp giới không thiếu sót một thứ nào cho nên mới gọi là vạn đức hồng danh niệm danh hiệu này chính là niệm hết toàn bộ là niệm hết tất cả chư phật là niệm hết tất cả bồ tát niệm hết tất cả thanh văn bích chi phật niệm hết tất cả chúng sanh trong lục đạo tất cả đều ở trong câu phật hiệu này câu danh hiệu này thật là không thể nghĩ bà Nếu nhất tâm xưng niệm Thì phước báo trong tương lai của bạn Là thành tựu Dạng đức trong du tâm an lạc đạo có nói vô thị ác nghiệp tùng vọng tâm tưởng sanh niệm phật công đức tùng chân tâm khởi chân tâm như Nhật vọng tâm như ám chân tâm tạm khởi vọng tâm tức trừ như nhược thủy sanh chúng ám tất trừ những câu nói này nói rất hay những câu này là nói điều gì là nói về sự giác và mê chúng ta đang mê tuy là mê đã lâu rồi từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay vẫn chưa giác ngộ cổ nhân nói một thí dụ rất hay căn phòng tối ngàn năm hiện nay trên núi có một số hang động cái động trên núi rất lớn thậm chí có thể chứa được mấy trăm người mấy ngàn người một cái động trên núi lớn như vậy trước đến giờ chưa có ai phát hiện ra thông thường cửa động rất nhỏ chỉ có thể một người chui vào bên trong thì rất lớn cả một vùng tối ôm Đốt một ngọn đèn đi vào Thì trong đó sẽ sáng lên Bóng tối đã đi mất rồi Cái thí dụ này Dĩ như ngu si Không phải là sự thật Trí huệ mới là thật Trí huệ vừa sanh ra thì si mê lập tức biến mất Si mê từ vô lượng kiếp đến nay Chỉ cần bạn vừa giác Thì lập tức không còn nữa Trong khởi tính luận nói rất hay Bạn giác vốn có Bất giác vốn không Si mê là bất giác Xưa đây giống là không có Dù thời gian có lâu dài Nhưng dù giác thì nó không còn nữa Chúng ta học Phật Phải hiểu cái đạo lý này Phải thông suốt cái sự thật này Thì niềm tin của chúng ta mới phát khởi Niềm tin mới có thể tăng trưởng Niềm tin thanh tịnh liền sanh trí huệ Trên Kinh Kim Cang có nói Tính tâm thanh tịnh tắt sanh thực tướng. Thực tướng Bát nhã là cái đã có trong tự tánh. Tâm thanh tịnh đến một mức độ nhất định thì trí huệ liền hiện tiền. Đây là sự thật. Chúng ta ngày nay không sanh trí huệ. Bởi vì hoàn toàn không có niềm tin mối chốt khó khăn đầu tiên là không tin bản thân mình có thể thành tựu. Tôi cũng đã gặp nhiều đồng tu, họ đến hỏi tôi. Họ nói thưa pháp sư, ngài nhìn thử xem con có thể thành tựu hay không. Tôi trả lời với họ, nhất định là bạn không thể thành tựu. Họ hỏi vì sao vậy Vì bạn không có niềm tin Vậy thì làm sao thành tựu được chứ Việc nhỏ trong thế gian Pháp Muốn được thành tựu Thì vẫn phải có niềm tin Nếu như bạn không có niềm tin Thì bạn sẽ không thành công Giống như xào cải nấu cơm Nếu như bạn không có niềm tin Thì bạn sẽ không làm được Đây là việc nhỏ Nếu như bạn có niềm tin Thì bạn sẽ làm được Hôm nay ta xào cải không ngon Ngày mai ta sẽ sửa đổi Mỗi ngày đều sửa đổi Thì sau một tuần sẽ làm rất ngon Mọi người nhất định sẽ rất quan hỷ Cho nên Tất cả việc trong Pháp Thế Xuất Thế gian Có được thành tựu Là nhờ có niềm tin Lời khai thị Của chư vị Tổ Sư Đại Đức Là giúp cho chúng ta Tăng trưởng niềm tin Thành tựu tính tâm trong an lạc tập đã trích dẫn từ kinh quán phật tam muội một đoạn kinh rất quan trọng phật khuyên phụ dương hành niệm phật tam muội Phụ Dương Bạch Phật Phật Địa Quả Đức Chân Như Thật Tướng Đệ Nhất Nghĩa Không Hà Nhân Bất Hiển Đệ Tử Hành Chi Phật Cáo Phụ Dương Chư Phật Quả Đức Hữu Vô Lượng Tham Diệu Cảnh Giới Thần Thông Giải Thoát Vi Thị Phàm Phu Sở Hành Cảnh Giới cố khuyến phụ dương hành niệm phật tam muội trong nhân gian chẳng có tình thân nào bằng tình thân giữa cha với con thích ca mâu ni phật dùng pháp môn gì để khuyên phụ thân là dùng pháp môn niệm Phật Ngài không dùng những pháp môn khác Khuyên phụ thân của Ngài niệm Phật Không dạy phụ thân của Ngài tham thiền Cũng chẳng dạy cho phụ thân trì chú Cũng chẳng dạy cho phụ thân học giáo chỉ dạy cho vụ thân niệm phật từ việc này các vị hãy nghĩ xem nói tóm lại phật thì hiện đủ hết mọi cách để cho phạm phu chúng ta xem hiển thị cái pháp môn này không thể nghĩ bàn pháp môn này vô cùng thù thắng sau đó thì bạn mới biết chặt dạ bền lòng thâm nhập một môn không khởi lên những vọng niệm khác thì pháp môn nào bạn cũng đều có thể buông bỏ được pháp môn này đã thành tựu rồi thì tất cả các pháp môn khác cũng thành tựu nên mới gọi là một kinh thông thì tất cả kinh thông trong hành môn hãy khế nhập được một pháp môn thì khế nhập được tất cả các pháp môn vẫn còn một môn chưa thông thì chưa khế nhập được thì pháp môn mà bạn đã tu chưa được viên mãn vẫn còn khiếm khuyết Phải biết cái đạo lý này Nếu như bạn không hiểu Thì sự tu học của bạn Sẽ tăng thêm nhiều khó khăn Khó ở chỗ nào Bạn xem trong Đại Tạng Kinh Kinh luận nhiều như vậy Bạn lật xem thử Tất cả kinh đều ưa thích Vậy thì hỏng rồi Vậy đến cuối cùng Bạn sẽ học không thông Do nguyên nhân gì vậy Tâm của bạn đã tán loạn Tinh thần ý chí Không thể tập trung Hướng hồ là Họ mạng của con người ở thế gian này Có hạn Bạn có được bao nhiêu thời gian để học tập Bạn có thể học được bao nhiêu Những vấn đề này Chúng ta có nghĩ đến hay không Cho nên tu học thế xuất thế gian Pháp Đều có bí quyết Nếu như bạn nắm chắc bí quyết này Bí quyết bày là gì? Là một môn Thâm nhập một môn Quân tu lâu dài Nhất định phải học thông một môn Thông suốt rồi như thế nào mới là học thông trong thiền tông nói là minh tâm kiến tánh là đã thông rồi trong giáo hạ thì nói đại khai viên giải là thông rồi trong pháp môn niệm phật thì nói nhất tâm bất loạn là đã thông rồi nhất tâm bất loạn thì có lý nhất tâm có sự nhất tâm sự nhất tâm tuy đã thông nhưng chưa triệt để lý nhất tâm mới là triệt để lý nhất tâm cùng với binh tâm kiến tánh của thiền tông là tương đồng cùng với đại khai viên giải của giáo hạ là tương đồng sự nhất tâm vẫn là chưa đạt đến sự nhất tâm là bạn đã được định rồi nói bạn đã được định của giới định huệ nhưng vẫn chưa khai ngộ lý nhất tâm mới là khai ngộ được sự nhất tâm cũng không phải dễ như vậy là cũng quá quý rồi tuy là chưa thể hoàn toàn thông đạt nhưng cũng có thể thông được một phần trước đây lão sư dạy chúng tôi giáo lý và giáo nghĩa trong tịnh tông thì lý nhất tâm là thông giáo lý là thông hết tất cả chẳng có gì mà không thông sự việc này rất khó Là người thượng thượng căn Không phải là người trung hạ căn Mục tiêu của người trung hạ căn Định ở nơi giáo nghĩa Giáo nghĩa có thể thông đạt cục bộ Thông đạt bổn tông Tức là tịnh độ tông những tông phái có liên quan với tịnh độ tông cũng rất dễ thông đạt điều này gọi là khéo học là bạn biết học người không biết học thì ghi lại câu văn câu văn này thầy giảng như thế nào thì ghi chép lại rồi giảng lại đây là cách dạy cho người mới học bạn không khéo học bạn học một bộ kinh thì bạn chỉ biết có một bộ người khéo học thì học một bộ có thể biết được mười bộ đó là thông đạt giáo nghĩa nếu như học một bộ mà thông đạt hết tất cả kinh giáo vậy là đã thông đạt giáo lý lão sư dạy học trò phải đem những đạo lý này những sự thật và bí quyết đều dạy cho học trò Khi tâm học trò đã thông suốt rồi Thì mới chịu y giáo phụng hành Thầy không có gạt tôi Tôi ở bên cạnh Lão Sư Lý 10 năm Chỉ học có 5 bộ kinh Không nhiều tôi học bộ kinh thứ nhất bộ kinh này là nền tảng là kinh tiểu thừa thật sự nhập môn từ tiểu thừa là bộ kinh a nan vấn sự phật kiết hung trước học tiểu thừa sau đó mới học đại thừa học bộ thứ hai là phật thuyết a di đà kinh học bộ thứ ba là phổ hiền bồ tát hạnh nguyện phẩm. Học bộ thứ tư là Kinh Kim Cang. Học bộ thứ năm là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đây là tôi theo học với lão sư Lý 10 năm. Tiêu chuẩn của ngài là học một bộ kinh. Có thể giảng được bộ kinh này trên giảng tòa giảng đến lúc mà ngài nghe được vừa ý thì mới cho phép bạn học bộ thứ hai. Nếu ngài chưa đồng ý vì là bạn giảng bộ kinh này vẫn chưa được hay. Bạn chỉ có thể giảng một bộ kinh này. Học bộ kinh này phải giảng nhiều lần cho đến khi ngài vừa ý bạn xin học bộ kinh thứ hai thì ngài mới đồng ý những học trò ở đại trung bạn học của tôi hai mươi mấy người người học được năm bộ kinh thì chỉ có một mình tôi những huynh đệ của chúng tôi thông thường là có người chỉ học được hai hoặc ba bộ điều này thật sự là một môn thâm nhập quân tu lâu dài bản thân bạn tu học đến lúc nào công phu đắc lực thì trí huệ liền khai Công phu đắc lực thì phiền não giảm, trí huệ tăng. Khi bạn mở kinh ra xem thì liền hiểu được đại ý của kinh. Bạn xem là chú giải của tổ sư thì liền biết được. Bộ kinh này trong thời đại hiện nay cách giảng như thế nào? Cách học như thế nào? Bạn đã thông đạt điều này chúng ta không thể không biết người thầy thương yêu học trò cha mẹ thương yêu con cái đâu có lý nào giới gạt học trò đâu có lý nào ngăn cản học trò nếu như lão sư ngăn cản học trò cha mẹ ngăn cản con cái như vậy là không có từ bi không có tâm yêu thương sự dạy bảo của thầy nhất định là có đạo lý bạn không cần phải hỏi bạn chỉ cần y giáo phụng hành nhất định trong tương lai sẽ có lợi ích trước mắt những ràng buộc này nhất định phải tuân thủ đây là sự yêu cầu của người thầy đối với học trò nếu như học trò bằng mặt nhưng không bằng lòng vì thầy có biết không biết chứ người thầy không có chút nào hộ độ Vị thầy đối với bạn rất khiêm nhường Sẽ không để cho bạn mất lòng Hay nói cách khác Bạn tiếp nhận được bao nhiêu Thì hay bấy nhiêu Hay nói cách khác Xem bạn là người nói tiếp Huệ mạng của Phật Gánh giác sự nghiệp của Như Lai. Vì thầy này đã mất đi niềm hy vọng này. Thầy biết là bạn không thể làm được. Vì sao không làm được? Vì bạn không nghe lời. Phải làm như thế nào mới được thành tựu? Nghe lời dạy của thầy thì mới thành tựu. Hệ trái với lời dạy của thầy thì chắc chắn không thể thành tựu. Từ xưa đến nay không có trường hợp ngoại lệ. Nói tóm lại, pháp thế xuất thế gian, điều căn bản của căn bản chính là hiếu dưỡng phù mẫu, phụ mẫu, phụng sự sư trưởng điều quan trọng nhất của việc phụng sự sư trưởng chính là y giáo phụng hành bạn đối với người thầy thật sự có lòng thành kính thì người thầy đối với bạn nhất định là tận hết trách nhiệm thầy quan tâm chăm sóc bạn dẫn dắt bạn vào chánh đạo vì thầy này mới được là người tôn kính mới được xã hội đại chúng tôn kính nhất định là thầy không để bạn đi vào nơi sai lầm sẽ không để cho bạn gây ra tội lỗi như vậy mới là thầy tốt cho nên kinh nghiệm cuộc đời tôi khẳng định hai câu đầu tiên của tình nghiệp tam phước là đại căn đại bổn những người bất hiếu với cha mẹ bất kính với sư trưởng thì chẳng thành tựu được việc gì chư phật bồ tát không hề giúp được cái căn bản của căn bản là ở chỗ này chúng ta không thể không biết phần giữa của đoạn kinh văn này cũng không khó hiểu các vị đồng tu có thể tự xem cuối cùng có mấy câu vô cùng quan trọng chúng tôi xin đọc qua một lần phật cáo phù dương nhất thiết chúng sanh tại sanh tử trung niệm phật chi tâm diệt phục như thị đáng năng hệ niệm bất chỉ định sanh phật tiền nhất đắc giảng sanh tức năng cải đổi nhất thiết chư ác thành đại từ bi như bỉ hương thọ cải y lang lâm đoạn này vô cùng quan trọng Y lan là tiếng Phạn Là một loài thực vật Của Ấn Độ Vừa hôi vừa có độc tính Phật dùng nó để thí dụ cho tam độc Thập ác của chúng sanh Trong tâm của chúng ta đều có tam độc Thập ác Giống như rừng cây y lan vậy Phật nói với phụ thân Tất cả chúng sanh ở trong sanh tử Chính là ở trong lục đạo Cái tâm niệm Phật cũng là như vậy Ở trước mặt của Phụ Dương Phật đã đưa ra thí dụ Lấy loài thực vật này để làm thí dụ Loại thực vật vừa hôi vừa độc Mọc rộng khắp nơi trong rừng Nhưng ở trong đó Có một cây Ngưu đầu chiên đàn Đây là loại chiên đàn vô cùng quý báu Tuy là cây này đã mọc rễ nảy mầm Nhưng vẫn chưa mọc lên Cả một rừng cây y lan Vừa hôi vừa độc loại thực vật không tốt này sẽ lấn át cây chiên đàn nếu như mầm cây chiên đàn này dần dần lớn lên cây chiên đàn này tỏ mùi thơm nó có thể thay đổi cả một vùng rừng cây vừa hôi vừa độc này Người thông thường nhìn thấy Tình cảnh này Thì cảm thấy vô cùng hiếm có Một cái chiên đàn mà có thể Cải thiện cả khu rừng Y Lan Rộng lớn Thật là hiếm có Phật dùng Thí dụ này Ví cho người niệm Phật Có thể cải thiện Cả một dùng của người tạo ác nghiệp Cổ nhân cũng thường có cách nói như vậy Bạn đọc trong quyển Ung Chánh Thường Dụ sẽ thấy Cuộc đối thoại giữa Tống Văn Đế và Hà Thượng Thì sẽ rõ trong mười người mà chỉ có một người thiện thì người thiện này có thể giúp cho chính người ác kia bỏ ác làm thiện trong một trăm nhà nếu có một nhà hành thiện tu ngũ giới thập thiện Nhất định sẽ chuyển hóa được 99 nhà kia Vì vậy Chúng sanh tạo tác nghiệp nặng Chúng ta không sợ Mà chỉ sợ điều gì Sợ chính mình không thật tu chẳng có thật đức Có thật tu thật đức Thì mới có thể cảm hóa được mọi người Gần đây Ở Lư Giang chúng tôi đã xây dựng một trung tâm văn hóa giáo dục. Lư Giang là một thị trấn nhỏ, dân cư khoảng 48.000 người các đồng học trong trung tâm đó Gồm cả công nhân viên chức Khoảng 100 người 100 người đó đều thực hành Đệ tử Quy Thực hiện đúng theo từng câu từng chữ của đệ tử Quy Việc này đã ảnh hưởng đến dân cư Trong thị trấn nhỏ 48.000 người này Các bạn đã xem họ chia sẻ Ở trong đĩa ghi hình Việc này cũng mới bắt đầu được 3 tháng Chúng tôi nghĩ việc này Làm trong 3 năm không gián đoạn Không giải đãi Chúng tôi tin là Sau 3 năm Thì cái thị trấn nhỏ này Giống như Trong sách xưa có ghi chép là lễ nghĩa chi ban chính phủ đã đầy sướng xã hội hài hòa phải có người đứng ra thực hiện số ít người cũng có thể dẫn dắt đại đa số vì vậy phật nói ở chỗ này tất cả chúng sanh ở trong sanh tử tâm niệm phật cũng là như vậy cái tâm niệm phật này rất ít không nhiều nhưng mà niệm liên tục không ngừng bạn chăm chỉ nỗ lực không được giải đãi thì sự công phu của bạn dần dần tăng lên Đến khi công phu thành thục rồi Thì sẽ có sức ảnh hưởng Vì vậy mới nói chỉ cần niệm liên tục không ngừng Thì nhất định sẽ được gặp Phật Nhất định giảng sanh đều chuyển đổi được tất cả ác nghiệp phiền não tập khí từ vô lượng kiếp đến nay chuyển phiền não thành trí huệ chuyển ác nghiệp thành thiện nghiệp thành đại từ bi giống như cây chiên đàn vậy có thể cải thiện cả rừng cây y lan rộng lớn ở phần sau chú dạy của lão cư sĩ quan niệm tổ đem cái thí dụ này giải thích cho chúng ta y lan lâm tỷ dụ chúng sanh thân nội đích tam độc y lan lâm chiên đàn giả tỷ dụ chúng sanh niệm phật chi tâm tài dục thành thọ giả vị nhất thiết chúng sanh đảng năng tích niệm bất đoạn nghiệp đạo thành biện giả. Chúng ta nên tin điều này. Đối với xã hội hiện nay mà nói, có thể giải trừ kiếp nạn. Có thể cứu giảng xã hội, giúp cho xã hội phục hồi nên hòa bình ổn định. Công đức niệm Phật không thể nghĩ bà Hôm nay thời gian đã hết Chúng tôi xin giảng đến chỗ này A Di Đà Phật Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ A gmail.com Người đọc Hạnh Quang Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.